Thưa quý vị, trong phiên giải trình của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội liên quan tới việc chấp hành pháp luật về phòng chống mua bán người, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã có cơ chế phối hợp cụ thể với Bộ Công an thiết lập nghị định mới, luật sửa đổi để đấu tranh, hạn chế hành vi lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là thông qua các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, TikTok, YouTube. Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt nhấn mạnh về yêu cầu tất cả tài khoản mạng xã hội phải định danh nhằm xác thực thông tin chủ tài khoản, truy vết và xử lý các hành vi phạm pháp, lợi dụng công nghệ cao. Lãnh đạo Bộ khẳng định việc ngăn chặn xóa bỏ các tài khoản vi phạm đơn thuần thì không khó, tuy nhiên vô hình chung làm mất đi dấu vết, gây khó khăn trong việc củng cố chứng cứ của nhiều lực lượng khác, do đó cần có biện pháp định danh ngay cả với các mạng xã hội có yếu tố nước ngoài. Thu phí tự động không dừng ETC vừa được Ngân hàng Nhà nước cho phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC sẽ được thực hiện các dịch vụ trung gian thanh toán gồm dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ và chi hộ. Đây là bước tiến rất quan trọng để đảm bảo lợi ích thiết thực và gia tăng tiện ích cho các chủ tài khoản ETC thu phí không dừng. Bên cạnh chi trả phí giao thông, tài khoản ETC có thể được sử dụng để thanh toán bãi đỗ xe, phí cảng biển, cảng hàng không, xăng dầu, cũng như một số dịch vụ khác theo quy định. Việc cho phép ETC cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán sẽ giúp tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với giao dịch, số dư tài khoản ETC, cũng như tăng cường tính công khai minh bạch tài khoản ETC, nâng cấp hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vừa có thông báo cho biết nguyên nhân hệ thống giao dịch của HOSE đóng cửa chậm hơn 4 phút so với thời gian thực tế trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 5 năm 2023. Thông tin từ HOSE cho biết do giờ hệ thống của máy chủ đồng bộ thời gian bị lệch so với thời gian chuẩn hơn 4 phút nên phiên giao dịch ngày 8 tháng 5 năm 2023 được mở cửa và đóng cửa với thời gian tịnh tiến trễ hơn so với thời gian chuẩn. Để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, HOSE đã không tiến hành điều chỉnh giờ hệ thống trong thời gian giao dịch. Thông báo của HOSE khẳng định trong phiên giao dịch này, hệ thống giao dịch hoạt động bình thường. Hiện HOSE đã phối hợp với các bên liên quan hiệu chỉnh giờ hệ thống giao dịch theo thời gian chuẩn. Trước tình hình dịch COVID-19 và các bệnh có nguy cơ lây nhiễm khác tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh từng bước cải tạo, nâng cấp để đảm bảo thông thoáng và trao đổi khí tối đa trong phòng bệnh, phòng khám, phòng cách ly, phòng làm việc và tất cả các không gian kín khác, tăng cường các biện pháp thông khí tự nhiên hoặc là cơ học, đồng thời thực hiện cung cấp và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đúng quy định, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường các biện pháp sàng lọc, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện để kịp thời phát hiện, cách ly sớm các ca bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ người bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ việc tuân thủ các quy định, quy trình về phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19, các bệnh lây nhiễm khác cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh. Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trong việc phát hiện và khống chế kịp thời các vụ dịch xảy ra trong bệnh viện. Chuyển sang những tin tức quốc tế, Mỹ sẽ chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 vào ngày 11 tháng 5 tới. Quyết định trên được Mỹ đưa ra trong bối cảnh ngày 5 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế, gây lo ngại trên toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này. Việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến một số quyền lợi của người dân Mỹ, gia tăng sức ép đối với những người có bảo hiểm ở mức thấp hoặc không có bảo hiểm. Tình trạng khẩn cấp do COVID-19 lần đầu tiên được Mỹ đưa ra cách đây hơn 3 năm nhằm cung cấp kinh phí và nguồn lực chống đại dịch toàn cầu này. Kể từ khi nhậm chức năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần gia hạn tình trạng khẩn cấp này. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã đưa ra một lộ trình để từng bước chuyển đổi tiến tới chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Theo đó, người dân có thể vẫn được tiêm miễn phí vaccine ngừa COVID-19 ít nhất cho tới ngày 30 tháng 9 năm 2024, nhưng có thể sẽ phải tự trang trải các chi phí xét nghiệm và điều trị COVID-19 dựa trên bảo hiểm y tế cá nhân. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết tất cả các biện pháp có thể đang được thực hiện để đảm bảo an toàn cho lễ duyệt binh ngày chiến thắng ngày 9 tháng 5. Cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm chiến thắng phát xít diễn ra trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương, tức là vào 14 giờ theo giờ Việt Nam. Năm nay, lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là chuẩn bị phát động một đợt phản công quy mô lớn nhằm vào các lực lượng Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 năm nay sẽ được tổ chức tại 28 thành phố của Nga với sự tham gia của tổng cộng hơn 55.000 người, khoảng 1.200 vũ khí và thiết bị quân sự. Riêng tại Quảng Trường Đỏ, hơn 10.000 quân nhân tham gia vào lễ duyệt binh năm nay. Cùng với đó là có sự góp mặt của hơn 125 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự. Để chuẩn bị cho lễ duyệt binh và các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, Quảng Trường Đỏ đã đóng cửa và không đón du khách trong 2 tuần. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội ngày 9 tháng 5 theo giờ Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ trần hiện nay. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ có nguy cơ vỡ nợ từ đầu tháng 6 tới. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thảo luận về vấn đề trần nợ và chi tiêu chính phủ kể từ ngày 1 tháng 2. Cuộc gặp này diễn ra một tuần sau khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thông báo Mỹ có nguy cơ vỡ nợ từ ngày 1 tháng 6 nếu giới hạn vay nợ không được nâng lên. Cảnh báo này đã gia tăng sức ép buộc Quốc hội và Nhà Trắng nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận và tránh một thảm họa kinh tế. Tỉnh Alberta của Canada đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi hàng chục nghìn người buộc phải đi sơ tán trong những ngày gần đây do cháy rừng lan rộng. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp trao cho chính quyền địa phương nhiều quyền hạn hơn nhằm ứng phó với các tình huống cực đoan, chẳng hạn như là tỉnh Alberta có thể tiếp cận các quỹ khẩn cấp, huy động nguồn hỗ trợ bổ sung và tiếp tục hợp tác với những thành phố, tổ chức và doanh nghiệp để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Hơn 350.000 hecta rừng hiện đã bị đốt cháy kể từ ngày 1 tháng 1 ở tỉnh Alberta, trong đó có 36 vụ được cho là nằm ngoài kiểm soát. Kính thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo sa thải ông Peter Ben Embarek, người từng đến Vũ Hán, Trung Quốc để nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19 với lý do ông có hành vi sai trái về tình dục. Các cáo buộc nhắm vào những hành vi của ông này vào năm 2015 và 2017. Nhóm điều tra của WHO lần đầu nhận những báo cáo này vào năm 2018. Ông Ben Embarek, chuyên gia người Đan Mạch về bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, đã dẫn đầu nhóm khoa học quốc tế đến Vũ Hán, Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc lây bệnh COVID-19. WHO cho biết tổ chức đang cố gắng loại bỏ tận gốc các hành vi lạm dụng, bóc lột và quấy rối tình dục sau khi truyền thông vào năm 2020 thông tin hàng chục phụ nữ cơ quan này bị lạm dụng có hệ thống khi đang ứng phó với dịch Ebola ở Congo. Mới đây, Hiệp hội Bán lẻ Anh BRC cho biết lạm phát lương thực tại Anh trong tháng 4 vừa qua đã tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức tăng 15% trong tháng 3 năm 2023 và là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Lạm phát thực phẩm cũng tăng vọt trong tháng 4 lên 17,8%, cao hơn mức 17% trong tháng 3 và là mức cao kỷ lục. Giám đốc điều hành BRC bà Helen Dickinson cho biết giá thực phẩm vẫn tăng cao trong nước do sức ép chi phí tiếp tục đè nặng toàn bộ chuỗi cung ứng. Bà nêu rõ phản ứng dây chuyền từ chi phí sản xuất và đóng gói tăng khiến giá thực phẩm trở nên đắt đỏ hơn. Giá cà phê cũng tăng vọt do giá hạt cà phê lên cao, cũng như các quốc gia sản xuất chủ chốt xuất khẩu ít hơn. BRC cho rằng lạm phát lương thực đã đạt đỉnh, do đó giá lương thực trong những tháng tới được dự báo bắt đầu giảm. Nước Anh rơi vào tình trạng lạm phát cao trong hơn một năm qua. Các hộ gia đình tại nước này đang phải sống chật vật trong bối cảnh của khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng hơn. Các cuộc đình công quy mô lớn của người lao động đã nổ ra từ mùa hè năm 2022 và đang tiếp diễn nhằm đòi giới chủ tăng tiền lương theo kịp lạm phát. Còn tại Đức, Văn phòng Thống kê Liên bang Destatis cho biết, doanh số thực phẩm bán lẻ tại nước này trong tháng 3 vừa qua thực tế đã giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm mạnh nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận vào năm 1994. Theo Destatis, một trong những nguyên nhân khiến doanh số thực phẩm bán lẻ giảm mạnh là giá thực phẩm tiếp tục leo thang, lạm phát lương thực trong tháng 3 tăng tới 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao khoảng gấp 3 lần so với tỷ lệ lạm phát nói chung của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này. Số liệu chính thức cho thấy riêng giá sản phẩm sữa và trứng tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá rau, bánh mì, các sản phẩm ngũ cốc, thủy hải sản cũng tăng đáng kể. Từ đầu năm nay, nhiều ngân hàng thực phẩm hỗ trợ người nghèo tại Đức đã gần như cạn kiệt nguồn cung. Nhu cầu về thực phẩm miễn phí tăng trung bình 50% trên toàn nước Đức. Trong khi đó, tổ chức phi lợi nhuận TAFEL lưu ý, khoảng 30% các ngân hàng thực phẩm đã phải tạm ngừng hoạt động do thiếu thực phẩm, người hỗ trợ, cơ sở và kinh phí.